Rồi tiếp tục là bây giờ chúng ta sẽ bỏ thêm xì tin với 247. Cái này chắc là rất thêm đó, hai lớp xì tin, hai lớp 247. Đó, nãy giờ mình cúng chắc cũng được 5 phút rồi. À, bây giờ bổ sung thêm xì tin 247 luôn cho đủ luôn, cho nó đẹp bàn. Chắc mình rót một chai xì tin với một chai 247 luôn ha. Đó. Cái bên kia. Bên kia nó chút, bên kia nó chút. Đúng rồi, cái nữa cho đẹp, đầy đủ hết. Bàn quá hoành tráng ha anh Hợi. Quá hoành tráng. À, cũng hôm nay quá lớn nha. Thì hai bàn này trị giá là gần hình như là gần 7 triệu á. Tại vì đặt ở bên trong hoa viên á là có thể hơn 7 triệu chứ không phải gần 7 triệu, hơn 7 triệu. Tại vì hai bàn chai là đã là 6 triệu rồi. Rồi rạp nè. Rồi nước ngọt là mấy trăm ngàn nữa, mấy trăm ngàn nước ngọt. Rồi có tổng cộng là nước đỏ bên kia 8 lốc. Tổng cộng là bao nhiêu đô? Bao nhiêu đô? À, 2 lốc xì tin, 2 lốc 247, 2 lốc bị úp, 2 lốc nước yến. Đó. Đúng rồi, rồi thêm trái cây nè, hoa tươi nè, bia Heineken nè, hút lá 3 số 5 nè, cà phê sữa nè. Rồi giấy tiền vàng bạc nè, nói chung là đủ bộ luôn á, chai là đầy đủ á luôn. Tổng là hơn 7 triệu. Tổng là hơn 7 triệu cho bà con ha. À, dự kiến là 6 triệu là hai bàn này ha. Rồi tiền phát sinh nữa là khoảng 1 triệu đây. Tại vì có thêm rạp á, rạp là 150. Còn nước ngọt thì Hoa Viên tính đồng giá là 12.000 đồng một lon. Rất là khủng ha. Bàn này hơn bàn kỳ rồi là 8 triệu. Đúng rồi. À, okay. Cái bàn kỳ rồi là 5 triệu này, 6 triệu là hơn 1 triệu ha. Rồi chi phí Anh Ngọc, mình rót một ly để một ly xì tin, một ly 247 trên bàn thờ cho cậu luôn ha. Hả? Đúng rồi, cậu thích uống xì tin. Wow. Nhưng mà mình cũng mời cậu mình lấy đá mới luôn đi anh. Uống 247 nhưng mà nhắm miếng xì tin cho nó tỉnh. Để xem bên đây. Cô Huệ ở chơi luôn nha. Dạ. Mời cái cô tí nữa đó, cậu dùng xong cái mời tất cả bà con cô bác các anh em YouTuber ekip ở lại dùng luôn. Hôm nay thì có chú bán cá nữa với là bên nhân viên của Hoa Viên. Đó. Cái tuần rồi là khách rất là đông ha. Nhưng và tuần này tại cái không có khách, hiện bây giờ là không có khách ha. Một phần tuần rồi khách rất là đông. Đúng rồi. Sáng giờ cũng có khách, sáng giờ có khách nhưng mà giờ trưa thì vắng. Cái đó là phải dựng đạp trước bữa mình báo cáo vậy, anh em cũng chú là biết. Còn cái này tự nhiên cái hôm qua không có gì hết đâu, bên ai không cái dựng đạp đó đi cô chú anh chị mình chưa có gọi là chuẩn bị trước. Anh đây cũng không biết phần hai theo coi. Nhưng mà cũng trong cái đăng ký số lượng đăng ký đây. Tại vì hiện tại là em đăng ký chỉ có 20 anh em YouTuber thôi. Đó. Nếu mà vượt quá số lượng là mình phải kiểm soát. Đó, mình không kiểm soát thì bên Hoa Viên họ sẽ không cho cúng á. Đó. Cho nên là mình cũng không có dám mà không thông báo rầm rộ nữa. Đúng rồi. Tại vì lần trước là mình thông báo rầm rộ. Cho nên đó là rất là dễ xảy ra cái tình trạng là không kiểm soát được anh. Mất kiểm soát. Hôm nay là mình không thông báo. Đó. Tại vì cái này là mình phải làm đơn ha, làm đơn là tầm một tuần lễ đó. Rồi bên phía Hoa Viên họ mới gửi về gia đình. Gia đình đồng ý thì Hoa Viên họ mới xét duyệt cho mình cúng được. Đúng rồi. Nên cái quy trình đó là tầm một tuần lễ. Không phải muốn làm gì làm. Đúng rồi. Cúng nhỏ thì mình mua ngoài cho mình cúng được, nhưng mà cúng lớn mà có rạp, có bàn, có ghế á thì mình phải làm đơn. Đúng rồi. Hoa Viên chấp nhận, rồi Hoa Viên phải gửi lên chủ nhà. Là đúng rồi. Là cô Hồng Loan. Đúng rồi. Chấp nhận nữa mới làm một cái lễ cúng nha cô ha, chứ không phải muốn làm. Dạ là nha. Lại cô chủ nhà. Thì nhưng mà các cô chú các chị thấy á thì khi mà có rạp á thì cậu dùng cũng rất là mát ha. Đó.
Thì nói chung mình á, mình đi bây giờ mình đem ra nắng mà mình dùng, mình còn dùng cũng không được, đừng nói mà cậu mà, thì cậu ở đây giờ cậu chỉ là linh hồn thôi, thì linh hồn mà dùng ngoài nắng thì cũng đâu có được. Đúng rồi, mình người mình có thể xác mà mình còn dùng còn không được, đừng nói mà linh hồn. Cho nên á, mình khán giả yêu quý cậu là thuê luôn cái rạp để mà che nắng, nếu mà có mưa là che mưa luôn. Dạ. Thì 6 món ở đây là gồm là bánh bèo bì nè, món bắt bủ nè, rồi lẩu thái bún nè, rồi gỏi cuốn nè, đó la sát là rau câu, bên kia là cơm chiên nhân châu. Đó, hai bàn là giống nhau ha, và kỳ trước là hai bàn là 12 món, kỳ này là hai bàn mà giống nhau là 6 món đó. Thì kỳ này là đổi lẩu này là lẩu thái bún. Lẩu thái hả? À, chào ông bà. Dạ. Chứ phải lẩu hộp cẩm, lẩu nấm, dạ. Lẩu thái nha bà con ha. Dạ. Còn hộp đơn thì là lẩu thái chẳng hạn. Còn về nước ngọt thì có 4 loại ha. Đó là trên 1 là xì tin. Xì tin 2 lóc nè. 247 là 2 lóc nè. 7 ướp là 2 lóc nè. Rồi nước yến cũng là 2 lóc. Rồi bên phía Hoa Viên họ tặng thêm, đó chính là nước suối ha. Nước suối là 1 thùng. Ngoài ra thì có thêm khăn giấy nha. Đây khăn giấy. Khăn lạnh á. Khăn lạnh của câu, khăn lạnh cao cấp của Hoa Viên luôn nha. Của bên khách sạn á. Về bổ sung thêm thì có thêm là trái cây. Trái cây thì hai vợ chồng 15S mua ở chợ Bến Cát ha, với là hoa cúc đồng tiền. Màu hồng son. Hồng son, hồng phấn gì cũng nói đó. Rồi có thêm là giấy tiền vàng bạc. Với lại là thuốc lá 3 số 5 và bia Heineken. Với cà phê nữa, cà đá nữa. Đúng rồi, cà phê sữa nữa. Nói chung là đầy đủ hết ha. Và tham dự thì có mấy anh em YouTuber ghi hình trực tiếp ha, chia sẻ livestream nè. Hôm nay thì có cô Hiêm, cô Huệ hỗ trợ nữa. Dạ. Thì hồi nãy thì 15S cũng đã gấp ra những cái chén ha, những cái chén, những cái phần cho cậu dùng trực tiếp ở trên bàn thờ luôn. Những khán giả đến viếng nè. Như vậy là đủ bộ rồi, cúng cho cậu đầy đủ hết. Mong rằng là cậu sẽ phù hộ độ trì cho chị Linh được gia đạo bình an, phát tài phát lộc, như là cầu gì được nấy. Đó, chị Linh là chị Linh ở Úc. Rồi đến đây thì 15S Bình Dương cũng xin phép quý khán giả là tạm dừng video này ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú quý anh chị rất là nhiều. Và chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem video được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.